Vâng, Lợi Ngắt Ô Tô xin kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với em trong video clip ngày hôm nay. Vâng, trong video ngày hôm nay em gửi đến cho quý vị anh chị bạn một cái video báo giá tổng hợp tất cả những mẫu xe đang có trong cửa hàng Lợi Ngắt Ô Tô. Trong mấy ngày hôm nay cửa hàng em về khá là nhiều những cái mẫu xe giá rẻ cho bà con các bác lựa chọn. Đấy, có cả những cái dòng xe 5 chỗ gầm cao và 5 chỗ sedan rộng rãi tầm tiền hơn 100 triệu nhé. Đấy. Đây mới về một chiếc xe Cedric đời 2010. Xe bao chất bao đẹp cho mọi người, biển Hải Phòng, tên tư nhân màu xanh đá nhé. Một cái màu sơn rất đẹp. Đấy, con này thì giá chào bán là 185 triệu đồng đời 2010. Xe bao chất bao đẹp cho mọi người. Đấy, zin cả xe hoàn toàn không lỗi nhé. Đây bà con các bác xem này. Nội thất ghế da nguyên bản từ mới đến giờ, màn hình Android đầy đủ nhé. Đấy. Trong video hôm nay thì em báo giá tổng hợp những mẫu xe đang có trong cửa hàng Lợi Ngắt Ô Tô. Các bác có thể xem vào xem like đúng chân mình có mẫu xe nào, alo trực tiếp cho em Lợi Ngắt Ô Tô nhé. Đấy, sẽ có chương trình giảm giá đặc biệt cuối năm. Vâng ạ, xả hàng anh chị bạn nhé. Xả hàng những mẫu xe đang tồn đọng tại cửa hàng, giảm từ 10 đến 20 triệu đồng, 30 triệu đồng một đầu xe. Còn những cái mẫu xe mới về thì giá rất là hợp lý cho mọi người rồi. Đó. Tiếp theo đây em mới về một chiếc xe Hyundai Accent đời 2009 nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, phiên bản số sàn máy 1.4. Đấy. Giá chỉ có 139 triệu đồng thôi. Xe bao chất bao đẹp cho mọi người luôn. Một chiếc xe đẹp hiếm có nhé. Hàng đẹp kịch độc luôn các bạn. Đời 2009 số sàn. Đấy. Bao chất và đẹp, nội thất ghế da mới, tắp lô tắp ly rất là đẹp luôn. Keo chỉ zin cả xe không lỗi. Máy móc gầm bệ đại chất luôn. Mức giá đang chào bán chỉ có 139 triệu đồng thôi. Hyundai Accent đời 2009 người nhé. Đấy. Bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em. Tiếp theo đây em mới về một chiếc xe Vios bản G, bản E đời 2017. Vâng ạ. Một chiếc xe Vios E đời 2017 số sàn máy 1.5. Vâng ạ, bản đủ quý vị nhé. Đấy, tư nhân biển Quảng Ninh. Và giá đang chào bán cho mẫu xe này là bao nhiêu ạ? 295 triệu đồng thôi. Vâng, 295 triệu đồng thôi cho mẫu xe Vios. Đấy, Toyota Vios bản E đời 2017 này. Tư nhân biển Quảng Ninh các bác nhé, màu vàng cát sang trọng lịch lãm. Xe có trang bị đầy đủ tính năng an toàn như túi khí, phanh ABS đầy đủ. Đấy. Tên tư nhân quý vị anh chọn nhé. Xe bao chất bao đẹp cho mọi người luôn. À, vâng, tiếp tục đây, em có một chiếc xe Kia Rio đời 2016, trang bị hộp số sàn với động cơ máy 1.4. Xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản tự động máy 1.4 và giá đang chào bán là 295 triệu đồng cho mẫu xe Kia Rio nhập khẩu của Hàn này. Tiếp tục đây em có một chiếc xe mới về cửa hàng. Con này là con xe Hyundai Santa Fe quý vị anh chị bạn nhé. Vâng, là một chiếc xe bản cao cấp anh chị bạn nhé. Bản SLX tự động máy 2.0. Đấy. Con này thì giá đang chào bán chỉ có 355 triệu đồng thôi cho mẫu xe Hyundai Santa Fe này. Các bác nhìn xem tham khảo lựa chọn đúng chân mình thì alo cho em. Một mẫu xe 5 chỗ gầm cao nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc nhé. Vâng ạ. Một chiếc xe Camry 2010. Mức giá loanh quanh là trên 3 đồng thôi. Đấy, trên 300 triệu một chiếc xe số tự động. Đó, Camry. Vios bản E đời 2014. Đấy, trang bị hộp số sàn máy 1.5. Và mức giá đang chào bán chỉ có 269 triệu đồng. Một chiếc xe bản đủ. Đấy, Vios E. Và đây là một chiếc xe Hyundai Venna đời 2008 quý vị nhé. Giá đang chào bán là 215 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai Venna đời 2008 số sàn máy 1.4. Đấy, xe có dịch vụ taxi. Giá trên thì các bác cứ thể... đây là em đưa ra cái giá là giá công, giá niêm yết công khai tại cửa hàng. Còn các bác muốn chốt cái mẫu xe nào, giá nào thì cứ alo cho em. Những mẫu xe các bác cứ trừ đi tầm khoảng 10 triệu đồng một đầu xe. Thì còn những mẫu xe mà giảm giá sâu thì em sẽ báo luôn nhé. Đó. Hai mẫu xe Venna, xin lỗi mọi người, con bên cạnh đây là con tự động này. Con này tự động đời 2008 này, giá là 179 triệu. Đấy, con bên cạnh là con số sàn nhé. Đấy, đều con này, hai con này đều 2008 cả. Một con số tự động và một con số sàn. Tiếp theo là một chiếc xe mới về, con này là Hyundai Avante đời 2012. Đời 2012 phiên bản tự động, động cơ 1.6, một trong những cái mẫu xe phân khúc hạng C, tư nhân chính chủ gia đình đi. Xe rất đẹp, cam kết cho mọi người là không đâm đụng tai nạn ngập nước. Máy số zin và thân vỏ zin, đời 2012 và giá đang chào bán là 279 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai Avante. Con này là con xe Daewoo Lachetti đời 2011 nhé, giá chỉ có 138 triệu đồng. Nào quý vị nhà mình đã có thể sở hữu ngay một chiếc xe Lachetti đời 2011 số sàn máy 1.6 quý vị nhé. Đấy, con này biển Hà Nội tên tư nhân. Và bên cạnh đây em có một chiếc xe Gentra nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn đời 2010 và giá đang chào bán chỉ có 130 triệu đồng thôi.
một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc phiên bản số sàn 11.2. Cái này thì nó có trang bị tư khí an toàn, có hệ thống phanh ABS. Đấy, xe nhập khẩu của Hàn, hồ sơ cầm tay sẵn nhé. Vâng, tiếp tục đây, em có một chiếc xe Toyota Vios bản G đời 2019 quý vị và các bạn, với động cơ máy 1.5, trang bị hộp số tự động. Đấy, con này thì em đang chào bán tầm khoảng 435 triệu đồng. Một chiếc xe tư nhân một chủ từ đầu, sử dụng hoàn toàn không dịch vụ taxi. Cam kết cho mọi người là không lỗi nhé, bao check bao test cho mọi người luôn. Hôm nay em có một cái mẫu xe Toyota Vios bản Nivo nâng đời 2010, một chiếc xe lên full đồ với động cơ máy 1.5. Vâng ạ. Cái này thì giá chào bán chỉ có 148 triệu đồng thôi, một chiếc xe lên full đồ cho các bác rồi. Đấy, trang bị tư khí an toàn, trang bị ga đăng đúc này. Đấy, gương kính trình diện đầy đủ hết nhé. Đấy, 148 triệu. Vâng, tiếp tục đây, em có một cái mẫu xe Kia, con này là Kia Forte đời 2013 với động cơ máy 1.6, trang bị hộp số sàn và giá đang chào bán là 230 triệu đồng thôi, mẫu xe Kia Forte này. Tiếp theo em có một chiếc xe Daewoo, cho lỗi mọi người, một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2015, một chiếc xe số tự động 5 chỗ nhé, một chủ từ mới sử dụng biển Hà Nội. Đấy, phiên bản tự động máy 1.8. Và giá đang chào bán cho mẫu xe Lachetti này là Cruze này, xin lỗi mọi người. Giá bán cho một chiếc xe Chevrolet Cruze này là 275 triệu đồng cho mẫu xe Chevrolet Cruze đời 2015. Form dáng ngoại hình rất là đẹp luôn. Đấy, có cam kết cho mọi người là không lỗi nhỏ nhé. Tiếp tục đây em có một chiếc xe Ford Mondeo đời 2005 bản V6 máy 2.5, phiên bản số tự động và giá đang chào bán là 120 triệu đồng. Bên cạnh đây em có một chiếc xe Honda City. Con này đời 2014 các bạn nhé. Đời 2014 với động cơ máy của nó là 1.5, trang bị hộp số tự động, tư nhân biển của Hà Nội. Và giá đang chào bán cho mẫu xe City này là 315 triệu đồng thôi, con này em giảm xuống 20 triệu đồng nhé. Tiếp theo là một chiếc xe Samsung S3 đời 2000 sản xuất năm 2014, trang bị hộp số tự động, máy của nó là 1.5, giá là 255 triệu đồng. Đấy, cho mẫu xe Samsung S3, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Và tiếp tục đây em có một cái mẫu xe Kia Cerato đời 2009, phiên bản tự động với động cơ máy của nó là 1.6, xe nhập khẩu của Hàn. Đấy, tư nhân biển Hà Nội, xe gia đình sử dụng. Và giá đang chào bán cho mẫu xe này là 235 triệu đồng thôi, cho mẫu xe Kia Cerato. Tiếp theo em có một chiếc xe Hyundai Avante đời 2013 với động cơ máy 1.6, trang bị hộp số sàn, con này em đang chào bán là 220 triệu đồng thôi, cho mẫu xe Hyundai Avante này các bác nhé. Tiếp tục là một chiếc xe Vios bản G đời 2014, phiên bản tự động, máy của nó là 1.5 và con này em đang chào bán là 335 triệu đồng cho mẫu xe Vios bản G, tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Đấy, bản G phiên bản tự động 335 triệu. Bên cạnh là một chiếc xe Vios bản Limo nâng đời 2010, một chiếc xe lên full đồ máy 1.5, giá chào bán lăn quanh tầm khoảng 145 triệu đồng thôi. Đấy. Vâng, đây em có một chiếc xe 7 chỗ gầm cao nhé, con này là con Toyota Fortuner đời 2013, máy 2.7, máy xăng tự động 2 cầu, giá chào bán là 415 triệu đồng, bao zin 100% không lỗi nhé. Đấy, Fortuner đời 2013 quý vị. Tiếp theo là một chiếc xe Innova đời 2007 bản G, con này lên quanh tầm khoảng 195 triệu đồng thôi. Đấy, một chiếc xe tư nhân gia đình đi nhé, biển Thái Bình, bản G bản đủ đấy ạ. Và bên cạnh đây em có một chiếc xe Innova form mới đời 2010, con này đời 2015 bản G, với động cơ máy của nó là 1.5, xin lỗi mọi người, động cơ của nó 2.0. Vâng ạ, động cơ 2.0 Innova đều được trang bị động cơ 2.0 cả. Và giá là 285 triệu thôi các bác, bản G bản thiếu nhé, xe có dịch vụ taxi ra. Tiếp theo là một chiếc xe Innova đời 2009, đấy, bản G, trang bị hộp số sàn, máy của nó 2.0, con này thì xe dịch vụ taxi ra nhé, giá lên quanh tầm khoảng 200 thôi. Đấy. Tiếp tục đây em có một chiếc xe Innova form đời 2013 nhé, đời 2012 và 2013 thì nó sẽ là một form, con này đời 2013, số sàn bản E, tư nhân gia đình sử dụng, biển Hòa Bình, giá chào bán là 298 triệu, xe bao đẹp cho mọi người nhé, đời 2013. Tiếp tục là một chiếc xe Innova đời 2014 bản G tự động nhé. Vâng ạ, một chiếc xe bản tự động đời 2014, đó, tư nhân chính chủ gia đình sử dụng,
Và giá đang chào bán cho mẫu xe này là 385 triệu đồng cho mẫu xe Innova này. Tiếp tục đây em có một chiếc xe Honda City đời 2014, một chiếc xe số tự động, phiên bản tự động, máy của nó là 1.5 và giá chào bán là 320 triệu đồng cho mẫu xe City này. Vâng, tiếp theo đây em có một chiếc xe Innova đời 2014 bản E nhé. Đấy, một chiếc xe gia đình sử dụng, động cơ máy 2.0 và giá đang chào bán tầm khoảng 301 thôi. Đấy, Innova bản E đời 2014 nhé. Kia Carian đời 2016 quý vị cho bạn, mức giá chào bán tầm khoảng 240 triệu đồng thôi. Đấy, Kia Carian bản đủ máy 2.0, tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Tiếp tục là một chiếc xe Innova đời 2010. Đấy, với động cơ máy của nó là 2.0 số sàn nhé, giá loanh quanh tầm khoảng 201 thôi. Vâng, xe này thì xe có chạy dịch vụ taxi bà con nhé. Đấy, con này thì nói chung là đã sơn quây sơn phồm rồi, máy số thì nói chung là đã bảo dưỡng bảo chế rồi. Bên cạnh đây em có một chiếc xe Forerunner 2009, máy dầu 2.5, con này em đang chào bán số sàn đấy bà con nhé, số sàn giá chào bán tầm khoảng 209 triệu. Đấy. Vâng ạ, còn khu vực bên ngoài dành cho dòng xe một đầu thì em sẽ quay báo giá lốt cho mọi người xem, thì rất mong các bác anh chị bạn nán lại cái video này tầm khoảng vài phút nữa thôi và chúng ta có thể xem hết những cái mẫu xe mà đang giá rẻ đang có trong cửa hàng Lợi Ngát ô tô nhé. Vâng, tiếp theo đây em có một chiếc xe Mazda 3. Vâng ạ, Mazda 3 đời 2013. Đấy, với động cơ máy của nó là 2.0. Đấy, giá chào bán là 325 triệu đồng cho mẫu xe Mazda này. Đấy, đời 2013 quý vị nhé. Đó. Xe bao chất bao đẹp cho mọi người luôn, màu đỏ rất đẹp luôn. Đó. Vâng, tiếp tục đây em có một chiếc xe Kia Morning đời 2008 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản tự động máy 1.0. Và con này đang chào bán tổng khoảng 158 triệu. Đời 2008, số tự động, tư nhân, chính chủ gia đình đi. Tiếp theo là một chiếc xe Vios bản E đời 2013 quý vị các bạn. Với động cơ máy 1.5, trang bị hộp số sàn và giá đang chào bán là 205 triệu đồng. Cái mẫu xe Toyota Vios bản E này, đời 2013. Đấy, một chiếc xe bản đủ nhá. Xe thì có dịch vụ taxi rồi. Audi ạ. Vâng ạ, một chiếc xe Audi A6. Con này thì đời 2007. Đấy, máy 2.0 turbo, giá là 265 triệu, nhập khẩu nguyên chiếc của Đức nhé. Audi A6 đời 2007, đấy, 265 triệu đồng. Audi A6 265 triệu, đấy, nhập khẩu của Đức, một chiếc xe sang, tiền tỷ, bây giờ chỉ giá hơn 200 thôi. Hyundai i10 đây ạ, em đang có một chiếc xe i10 đời 2015 này. Đấy, bản thiếu máy 1.0 nhé, giá là 165 triệu đồng. Con này Hyundai Getz đời 2010. Đấy, 135 triệu cho mẫu xe Hyundai Getz đời 2010 các bác nhé. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản số sàn, máy 1.1. Vâng ạ. Tiếp theo đây là mấy cái mẫu xe giá rẻ Spark. Đấy. Con này là con xe Bordeaux của Pháp. Đấy, đời 2011, giá loanh quanh tầm khoảng hơn 200 một chút này. Đấy, số tự động các bác nhé. Và đây là một chiếc xe BYD, 65 triệu nhập khẩu của Đài. Spark em đang có mấy con, tầm khoảng loanh quanh tầm khoảng 68-70 triệu cho led Spark. Con này con Spark form mới nhé, form mới đời 2013 chị bạn. Xe thì dịch vụ có taxi hoàn lương rồi và không có đổi màu, và giá trả bán là 115 triệu đồng thôi. Đấy, cho led Spark đời 2013. i10 đời 2016 chị bạn, con này là 189 triệu nhé. Đời 2016, số sàn, máy 1.0. Đấy, Hyundai i10. Con này cũng thế, con này thì là một chiếc xe bản đủ này. i10 bản đủ đời 2014 quý vị nhé. Và con này em đang chào bán tầm khoảng 179 triệu thôi. Đấy, bản đủ máy 1.0 nhé. Kia Morning đời 2012, giá tầm khoảng 118 triệu. Đấy, Kia Morning đời 2012, 118 triệu. Con này là con Kia Morning đời 2016 và giá là 168 triệu. Đấy, đời 2016 quý vị nhé, giá rất là rẻ luôn, 168 triệu đồng. Tiếp theo đây là một chiếc xe i10. Vâng ạ, Hyundai i10. Con này đời 2015 và giá là 168 triệu nhé. Khu vực bên trong đây là mấy cái mẫu xe em đã nhận cọc rồi. Vâng ạ, vừa rồi thì em Lợi Ngát ô tô vừa gửi đến cho toàn thể quý vị và các bạn một cái video báo giá nhanh tổng hợp những cái mẫu xe đang có trong cửa hàng Lợi Ngát ô tô. Thì cũng còn vài chục đầu xe nữa thôi, và cũng còn hơn tháng nữa là chúng ta chuẩn bị sang năm mới rồi. Thì em cũng rất mong là quý vị và các bạn đang có nhu cầu muốn sở hữu mẫu xe nào. Năm hết tới đến rồi thì bác cứ alo cho em, giá thì hợp lý thì em sẽ bán nhé. Đấy, các bác có thể đến trực tiếp cửa hàng
lại ngắt ô tô để lái thử chạy thử những cái mẫu xe này. Cửa hàng em thì nằm ngay tại quốc lộ 10 hướng đi về Thái Bình Quảng Ninh thôi. Bác có thể ghé qua cửa hàng để xem xe nhé. Và trước khi đi thì alo trực tiếp cho em lại ngắt ô tô. Số điện thoại của em là 0866010016 nhé. Và rất ơn quý vị cho bạn đã luôn đồng hành ủng hộ cho lại ngắt ô tô trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái mẫu lần sau nhé.